bà nó mua tăng bay chung bắt bay chung bắt về anh phía đây ở play đi mà ban mua một mét nó còn lâu vậy nó cắt cho ba cho đó ở tăng ba cho ba mua chứ không nó bắn nó ba nữa ok ba bắn nó ba bắn nó ba nó không chỗ đây thấy tắt hết sốt đi anh không tao kia mình lắc chay chứ và đạn mà đom á anh đang dưng cùng ở cái tôi vô lấy cái nào bây giờ này cái tôi vì hàng tôi thèm thịt và anh đang mù chân tay ra về tiết tiết bây giờ mặt trăng mù tới miền cam thì vì mặt trăng mù cắt một cắt cắt chỗ mà ở cái ba lắm ở chỗ mấy ở cái ba là mình là gì à chạy cắt cho nó sát mà bố vì sớm được mau tăng các ba nó cho ăn kiêng ta còn mau đi rôn đây rôn đây nó ngày giờ ta còn phân nắng ấy ai vào trang tháo nặng làm chê ấy cái bố na chưa lần đặt cái phong trang cái bố na tới mù mà đông đây vô thưa khổ biết đặt các ba thằng nữa tới chênh này chênh phong nào mà bán này bán nông bán thêm đi đi mà nâng này nằm ở tăng chú không bán nâng này bái thu á bông thu á rất tăng đi á mà bạch với anh với vậy do mà lá máy tới dương điệp đi cặp mà nâng mà má này thông chỗ đấy mà không lấy việc bập phân trong phơi đây ok rồi mà nâng tăng vậy bông tăng vậy xa rồi nâng mà tăng đi qua rồi già năng việt đang đứng tí á, dương mặt bàn phải áp vậy, bà, vừa bắt bắt nó có ban này bông, ok bắt bắt này, bà vừa ban khung bắt bắt bông này đấy, thì, nó bông bắt nó ba, bông bắt nó rất dơ mà, bà, nó, bà, cắt ba chỗ không, nó bắt bắt nó ba ba bắt nó ok, bà, này, nó đại nó khó, nó khó, bà, mẹ mua tiền. Nè. Ba cách ba cái xô đi rồi. À đó. Nó nghe chưa cho. À nó cái tu cái đá giống cho ta dương đặt cái bảng giống ở xa mà để trả tới đó. Ba. Nó mà bắn nó có ba là giờ tới mua bắn nó tới. Ba. Tặng. Mà vô mà nó. Về lại cho nó rối cho nó đúng cả tăng á bọn đặt cho mặt hàng này ấy mặt hàng mua với mua được hàng đâu tới có ba biết bởi vì khói ở bên mà lừa bọc cờ ông thịnh món á mà cá ớt tăng á cá ớt tăng cái này cá ớt tăng thế vì ớt tục thường nào bán cho này sắp mà. Mà về sắp smooth hồi ăn năng bởi vì này vì này chân hồi thứ tới đó bà sạp không á dạ tới đó tí khơi cụ thư chân lý vui chân đại và dạ sạp hồi đưa nhóm pháp chân miền là vậy là nhóm pháp thư thường ớt tự dạ sạp không còn được rồi dương trà chừng nó cái ở nó đi tên nữa chú mà riệp chừng bằng bữa sân cho biết tôi không khác ở cái ba trên cơm thịt màu mà bê dương riệp riệp mặt hàng mua sân đó bông không đã chân đó riệp mặt hàng mua đó dương riệp mặt hàng tiếp bằng biết mà cái này rồi đấy bà riệp mặt hàng mà chua sân chẳng được bằng bằng năng mạo mà khôn nghệ tăng rồi lấy ở nơi chẳng đập chừng cho tới đạn chân tới này hay chụp bán cái nào canh tạt thúng canh tạt lò rồi lấy mà năng này nhớ mua thùng tại bàn chụp bán nhưng mua bên nào của bàn này
đam là ớt ớt ấy tê còn ở tao việc khăm áo chẳng vậy tao bơ sạch việc khăm áo dương công thơ vi dù dù đấy mà bơ sạch cả hòm chẳng ớt ấy tê chứ à tần nơ này dối lên này mà toàn dối tần nơ này mà anh đang sẽ dương vô mâu tê này dương chân là anh phèm chuan phèm chuan dù đấy lành bún chuan bún chuan mà hay mở tan trong nông tây cho cũng biết hay dân trong cà là nén anh đi có bán cà này có bán cà sấy máy có bán này mà ấp bánh hà cho nó xây từ tàu có bán này tại vì khởi chứ xây nhà sám á xây nhà sám mà xây nhà sám điện dân mưa này này ấp lọc ông này dân đặt vì vô đấy ở vì ở miền chủ hoặc là hiếu như thế này không tin nữa thế này mà ở chủ không thì ờ bây giờ đã xây con bây giờ bay không mà bay xa bây giờ rồi sao bay ở chú thì bà bây giờ xa chẳng nên là thằng nơi đấy vô lên này bà nắng dương bố bà ở đấy thế ở thằng đó nó xuống thiệt đấy bờ thắt ngon tết mau mà xa thiệt giang chắn off pin đi ở nhà đấy ngay giang chắn chỉ off kèm này 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 ô giờ tới phở xa bà bây giờ toàn chạy xa mới này tôi coi mới đây tôi lại ngủ nữa mà đó lấy ở chợ sạp, ở chợ sạp bà, sạp sạp bà con nên nhung sạp đấy, bà ở đâu con chợ không, chợ này, anh ấy vừa dương thơ buôn chuột nắng cạp, này đi sáng còn nắng rồi, bà, nghe thơ không sao à, bà, thôi à cặp bu, bu cặp bu này ở này à cặp bu lắm, bu được ngon lắm, nghe cặp bu này, cho buôn tặc nè, bà anh ấy vừa cầm một chiếc con nắng, bà, mà anh không mà không gọt ó, tôi gọt ó này, bây giờ hai vợ cùng quan, bà, giờ đặt du về, nắng ngày,